Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên channel của tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về dự án Da Banking. Đây là một dự án về nền tảng trò chơi và họ có ví dụ chữ cung cấp lưu thông và số tiền rút. Và họ có ví USDT, ví ETH và ví DAP. Và bạn có thể tham gia gói đầu tư ETH, DAB và USDT. Bạn có thể khai thác DAB và đổi qua ETH. Và Da Banking thì là một nền tảng trò chơi dựa trên nhiều trò chơi để có thể thông qua trò chơi để kiếm tiền thưởng như ETH và DAB, và họ có cả chức năng đào lưu thông nữa, và có các trò chơi đa dụng như xúc xắc và đấu trường. Và các câu hỏi thường gặp của họ thì họ sẽ có một câu hỏi về giới thiệu về nền tảng Da Banking. Da Banking là một nền tảng giải trí với các nhà phát triển hàng đầu có những năm kinh nghiệm và đặt mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu trong phát triển DAPP. Da Banking tập trung vào các yếu tố cốt lõi của tính minh bạch, an toàn và tạo ra giá trị để mang lại nguồn tài chính và giải trí cho mọi người trên khắp thế giới. Giai đoạn đầu tiên của Da Banking tập trung về sử dụng nền tảng của Ethereum Blockchain, sau đó phát triển nền tảng riêng do nhóm sáng lập dựa trên xây dựng để hợp tác với các nhà phát triển khác để mở rộng hệ sinh thái và khai thác nền tảng mã thông báo DAP là Da Banking, tạo ra một chiến lược phân phối mã thông báo và phát triển cộng đồng một cách sáng tạo, sử dụng lý thuyết về giao thức POC. Việc phân phối mã thông báo DAB tạo ra môi trường khai thác công bằng và an toàn cho các nhà đầu tư, thực hiện một chương trình khuyến mãi hấp dẫn giữa các cộng đồng cũng như tăng giá trị của thông báo DAP. Nền tảng của FOMO Game là tạo ra các giải trí bao gồm các trò chơi xổ số, đi xe, jackpot, và ngay từ đầu sẽ liên tục cập nhật các trò chơi mới để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng. Cộng đồng thì là bạn có thể tham gia cộng đồng tại Telegram, vân vân. Dành cho quảng cáo thì trong tương lai, khi cộng đồng phát triển mạnh, hệ thống sẽ cập nhật giao diện và tiến hành dịch vụ quảng cáo. Tất cả lợi nhuận sẽ được tiết lộ công khai và phân phối tại các thành viên nắm giữ mã thông báo DAP. Cho các nhà phát triển, nhóm Da Banking đã hoàn thiện việc xây dựng cấu trúc cốt lõi để quản lý toàn bộ hệ thống và cung cấp API cho các nhà phát triển bên ngoài có thể tương tác và thiết kế với các trò chơi module trên hệ điều hành. Các nhà phát triển cũng được hưởng lợi từ các chính sách hấp dẫn từ Da Banking. Khai thác token DAP, làm thế nào để bạn có thể mua gói DAP thì tối đa bằng bao nhiêu USDT, cách tính giá gói khi mua qua ETH, phí vàng và phí xanh là gì, làm thế nào để sử dụng để khai thác DAB là gì, làm thế nào để có thể có được mã thông báo DAB, làm thế nào để chúng ta có thể trả tiền cho xếp hạng tiền thưởng, các cấp độ khó và cơ sở dữ liệu, tài khoản thì giao thức POC là gì, quỹ dự trữ là gì và ai quản lý quỹ dự trữ, làm cách nào để đưa ETH ra khỏi quỹ dự trữ, rủi ro có bất kỳ rủi ro nào cho tiền của bạn không, hay là một cảnh báo nào đó. Về phần sách trắng của họ thì họ sẽ giới thiệu thông qua về thị trường, cách tham gia, cách đầu tư vào Da Banking, cách đào token DAB và các trò chơi của DAB, lộ trình của họ và các hỗ trợ và liên hệ. Cảm ơn đã nghe, xin chào các bạn.